Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh EVN HCMC cho biết, doanh nghiệp duy trì phối hợp với địa phương và đưa ra nhiều giải pháp để sinh viên, người lao động thuê nhà trọ được mua điện đúng giá quy định. Thông tư số 25 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định rõ việc bán điện cho sinh viên và người lao động thuê nhà. Trường hợp bên thuê nhà có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú thì chủ nhà ký hợp đồng mua bán điện hoặc bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà với bên bán điện. Trường hợp thời hạn thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai đầy đủ số người sử dụng điện thì ngành điện áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3 từ 101 đến 200 kW, giá 2.014 đồng trên 1 kW cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công ty. Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì bên bán điện có trách nhiệm cung cấp mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan công an. Cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt. Một người được tính là 1/4 định mức, 2 người được tính là 1/2 định mức, 3 người được tính là 3/4 định mức, 4 người được tính là 1 định mức. Ông Bùi Trung Kiên cho biết, EVN HCMC liên tục duy trì thực hiện công tác quản lý giá bán điện cho sinh viên và người lao động ở trọ để đảm bảo người dân được mua điện đúng theo giá quy định. Giá bán điện và thông tin hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà để ở được niêm yết công khai tại các địa điểm giao dịch với khách hàng, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu vực tập trung nhiều nhà máy xí nghiệp, các trường học. Để đảm bảo cho công dân, sinh viên và người lao động thuê nhà được sử dụng điện theo đúng giá bán lẻ điện quy định, EVN HCMC tổ chức hướng dẫn cho các chủ nhà trọ cách tính tiền điện theo bậc thang của nhà nước quy định, tránh trường hợp thu đồng giá bình quân, tạo ra sự không công bằng giữa người sử dụng điện ít và người sử dụng nhiều điện năng. Trong trường hợp người trọ thường xuyên biến động, khó xác định áp giá điện bậc thang, ngành điện sẽ áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3 cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công ty. Đối với các trường hợp chủ nhà cho thuê xuất trình sổ tạm trú hoặc chứng nhận xác nhận tạm trú của cơ quan công an quản lý địa bàn nhưng không thực hiện kê khai đầy đủ số người sử dụng điện. EVN HCMC cũng yêu cầu các đơn vị thống kê đầy đủ các địa điểm lưu trú công dân trên địa bàn quản lý để áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3 theo đúng quy định. Hiện đơn vị đã cấp định mức mua điện đúng giá quy định cho hơn 1,5 triệu sinh viên và người lao động thuê trọ. EVN HCMC cũng thường xuyên phối hợp với các địa phương kiểm tra công tác áp giá bán điện tại các địa điểm cho thuê nhà, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về giá bán điện đối với sinh viên và người lao động thuê trọ trên địa bàn quản lý để hạn chế trường hợp chủ nhà lợi dụng chính sách giá để thu lợi bất chính. Các trường hợp chủ nhà thu tiền điện của người ở trọ quá giá theo quy định 25 năm 2018 của Bộ Công Thương sẽ bị xử phạt khi bị phát hiện. Theo khoản 15 điều 2 nghị định 17 năm 2022, người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê cao hơn giá quy định sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng.